Hiện tại chúng tôi đang đi vào hồ Nam Phương. Chỗ này có cho hồ Nam Phương phải không? Đầm Ri. Hồ, hồ Đầm Ri chứ không phải hồ Nam Phương hả? Dạ. Ôi dạ, xin lỗi nha. Tốt kìa thôi. Mở hay thế ta? Xe này mở. Mình có biết trần gói chưa? Chưa. Trần gói cho tiền. À, còn có đặc biệt này sao? Đặc biệt cũng phải mua vé. Nếu mà em mua vé trên cổng á, là 150. Bao gồm tất cả các dịch vụ đi xe trượt, đi thang máy và các trò chơi bên này. Nhưng nếu mà mua lẻ là 30.000 thang máy, 60.000 xe cái xe trượt. Đặc biệt là 50.000 một con xe đạp này, 50.000 nếu mà xe đạp đôi, 30.000 là xe đạp đơn. Rồi rồi. Trên parking 20.000. Dạ. Sau khi mọi thứ nó không như ý muốn thì bây giờ là tiếp theo là đi tới đồng trà Tâm Châu, đồng trà đẹp nhất của Bảo Lộc nha. Còn đứng đèn chưa? Giúp. Đeo cái mà không đưa điện thoại. Tất cả xe của Phật thủ chúng tôi at center phố núi. Hoành tráng vãi. Hey. Ok, hiện tại chúng tôi đang đi trên con đường để đi vào đồi chè Tâm Châu. Đồi chè được mệnh danh là đẹp nhất Bảo Lộc. Hiện tại thì đã hơn 12 giờ trưa rồi. Trên này thì cũng không nắng lắm. Nhưng mà đường này là đường đất cho nên là khá là dọc và sóc.
Dạ nói chung là thưa chú có năm đứa mà nói chung ba chiếc xe máy vào ổ cha, nói chung giờ đổi chú cho vào không? Nhanh nhanh. Alo ạ. Dạ năm người ạ. Đâu có 5 người, 3 người mà. 2 người này đâu quen. Cứ 5 người. Nãy giờ chơi ở trong đó rồi. 3 người, 2 người, 2 người kia riêng em. Em không biết 2 người này. 2 người riêng quen. Đâu có quen đâu. Mà sao vào không có vợ không một chào tiếng đâu mày. Không có Thái, hồi nãy vô rồi, chơi trong kia lên gặp ông kia rồi. Sao rồi sao? Mẹ. Tao nói thiệt nha, cái thằng lồn nó đầu má thì nói điên thì chứ. Không có hai chục, đưa hai chục thôi, đưa 50 nhiều quá. Nhưng mà do tao nói thiệt cái nó chỉ là cái thằng bảo vệ thôi. Mặc cả với cái thằng khốn nạn đó thì rồi sao? Cuối cùng rồi tôi sao? Cũng vào được đồi Chè Tâm Châu, rất một khó khăn. Ông chủ thì cho vô mà con chó giữ cửa thì lại không cho vào, thật là đáng ghét. Cuối cùng ba người chúng tôi cũng phải tốn 50.000 cho cái thằng quỷ đó, cái thằng quỷ này nè. Mà chỉ thằng công nhân thôi. Các bạn hãy nhớ mặc cái thằng quỷ đó nha. Ok, còn đây là đồng Chè Tâm Châu, rất là tuyệt vời. Rất là rộng, khá là rộng. Rồi sao? Ok, bây giờ mình sẽ dạo một vòng quanh đồng Chè Tâm Châu xem thử ở đây có gì nha. Mà thấy chắc ở đây chứ có trà thôi chứ có gì đâu. I've been trying to find a way to light. Because the darkness doesn't feel quite right. I'm missing the sun, I'm missing the surf, the senoritas of Mexico, the Latin beat, tàu lao, chụp đi đi. Nhìn ảo diệu vậy thôi, nhưng mà thực sự ở đây có cái mùi quá là khó chịu. Rất là thối. Có chụp tao không mày? Chưa. Bust on this bucket of rust.
close, where anything goes. I've been trying to find a way to light, because the darkness doesn't feel quite right. I'm missing the sun, I'm missing the surf, the senoritas of Mexico, the Latin beat, Acapulco Street, mi amigos, the melodies. Mexico or bust, on this bucket of rust. Lord have mercy, let me make it to Mexico before I die, here in the dark, freezing my butt in my broken car. Tốn 50.000 và nửa tiếng đi dạo vòng quanh thì đồi chè chỉ có vậy thôi. Rất tươi và rất thúi, rất thơm mà cũng thúi thiệt. Mình thì thấy cũng bình thường à, tại vì biển hồ chè Gia Lai có lẽ là tuyệt vời hơn, đúng không? Không. Bố cục. Ok, nếu thấy video của mình hay thì hãy bấm nút đăng ký ở bên dưới, subscribe. And còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây.